Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng Ba trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công điện nêu, những ngày qua, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, đặc biệt là khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng làm 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và nhiều công nhân ở khu vực thủy điện Rào Trăng Ba bị nạn, mất liên lạc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chia sẻ những khó khăn, đau thương, mất mát, lo âu của gia đình những người bị mất tích, gia đình những người bị tử nạn do thiên tai, nhất là gia đình những người đang bị mất liên lạc, bị nạn do sạt lở đất. Thủ tướng đã cử Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải và Tư lệnh Quân khu 4 cùng Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Thủ tướng và Chính phủ đã và sẽ làm hết sức mình, tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai nhanh nhất, khẩn trương nhất nhằm giảm thiểu những thiệt hại. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và thân nhân các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, hy sinh và công nhân bị tử nạn.